Tài quyền thành quá của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An tổ chức tọa đàm về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như các nội dung được ủy thác, nhất là việc tham gia bình xét hộ vay, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn cho vay, xử lý nợ quá hạn, chất lượng hoạt động và khả năng quản lý vốn của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Được biết, tính đến ngày 31 tháng 3 2023, tổng nguồn vốn ủy thác cho vay qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý là trên 138 tỷ đồng với hơn 3.000 hộ vay, chiếm 43,3% dư nợ ủy thác toàn huyện.